Đặc vụ hộ vệ mới nhất vừa được ra mắt với số hiệu 26. Hãy cùng Valorant Việt Nam tìm hiểu về bộ kỹ năng phòng thủ và chống trả của hộ vệ chống đẩy Vice. Hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới trong lối chơi cũng như là những chiến thuật đỉnh cao trong các trận đấu sắp tới. Vice đảm nhận vai trò hộ vệ trong đội hình là một chiến thuật gia nguy hiểm sử dụng khả năng thao túng kim loại. Điểm nổi bật của Vice là khả năng tạo bẫy và chướng ngại vật. Thêm vào đó là những kỹ năng mới mẻ, dễ dàng kết hợp cùng các đặc vụ khác, giúp đồng đội yên tâm hơn khi có cô nàng là chỗ dựa vững chắc. Kỹ năng C, bẫy thép. Vice phóng một quả cầu thép trở nên vô hình. Khi kích hoạt, quả cầu thép này sẽ mở rộng ra thành một rừng gai lớn, tạo hiệu ứng làm chậm cũng như gây sát thương cho bất kỳ mục tiêu nào đi qua. Khi sử dụng bẫy thép trong trận đấu, Vice phóng một quả cầu thép xuống mặt đất. Khi kích hoạt, quả cầu thép sẽ mở rộng thành rừng gai, làm chậm và gây sát thương lên cho bất kỳ ai đi qua. Kỹ năng Q, tường thép. Kỹ năng này cho phép Vice đặt một bẫy ẩn. Khi có kẻ địch đi qua, một bức tường không thể phá hủy trong giây lát sẽ dựng lên phía sau họ. Sử dụng tường thép trong trận đấu, Vice đặt một bẫy ẩn trên mặt tường đứng, nhìn vào sát vách tường để dựng theo ý muốn. Bức tường ngay lập tức sẽ trở nên tàng hình và ngay khi có kẻ địch đi qua, dù là đi bộ hay chạy, bức tường sẽ ngay lập tức dựng lên và thông báo cho Vice về sự xâm nhập của vị khách nào đó không mời mà đến. Kỹ năng E, hóa thép. Vice phóng một bông hóa thép tàng hình, kỹ năng này có đến 2 cách sử dụng. Phóng trực tiếp để đặt ở vị trí mong muốn hoặc ấn chuột phải để xoay ngược và đặt hóa thép xuyên qua bề mặt. Hóa thép khi kích hoạt sẽ làm mù tất cả người chơi đang nhìn vào nó. Đặc biệt, kỹ năng này có thể thu hồi và đặt lại. Cách sử dụng hóa thép trong trận đấu, Vice phóng một hóa thép lên bề mặt bất kỳ, nhấn E để kích hoạt và làm mù tất cả người chơi đang nhìn vào nó. Cho tới hiện tại, đây là kỹ năng làm choáng duy nhất trong tất cả các đặc vụ Valorant cho phép đặt trước khi hạ màn. Vì vậy, các bạn có thể tối ưu đặt trước ở phe phòng thủ và ngược lại nếu ở phe tấn công. Kỹ năng X Ultimate, vườn thép gai. Khi kích hoạt kỹ năng này, Vice tỏa gai kim loại ra vùng xung quanh. Những kẻ địch trong vùng ảnh hưởng sẽ bị chặn sử dụng vũ khí chính trong một thời gian ngắn. Để sử dụng vườn thép gai, Vice kích hoạt vườn thép gai trong một vùng tròn. Vùng này có thể bao quát hết một bom sai và ngay lập tức vô hiệu hóa vũ khí chính của kẻ địch, không bao gồm cận chiến, vũ khí phụ hay chiêu thức. Để phát huy tối đa hiệu quả kỹ năng này, hãy sử dụng vào những round đấu kẻ địch có lượng vũ khí dồi dào hoặc khi kẻ địch muốn rush sai. Với bộ kỹ năng cực kỳ sáng tạo và đa dạng, Vice hứa hẹn sẽ là một nhân tố mang đến những chiến thuật mới và phức tạp hơn, tạo một làn gió mới trong các trận đấu Valorant. Hãy cùng trải nghiệm đặc vụ hộ vệ chống đẩy Vice với bộ kỹ năng độc đáo trong game, hứa hẹn sẽ làm khuấy đảo meta này sắp tới nhé.